Vâng, em xin chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio. Vâng, cũng đã rất lâu rồi, hôm nay em mới được phép được giới thiệu đến toàn thể tất cả các bác một cặp loa Bose 3901 Series 6. Vâng, đây là một trong những dòng cao cấp nhất hiện nay của loa Bose. Vâng, và cũng khá là đặc biệt trong dòng loa Bose này. Đó, sử dụng 9 loa, mỗi một bên loa thì sử dụng 9 con loa. Đó là 8 loa đằng sau và 1 loa đằng trước. Vâng, cấu hình cực kỳ đặc biệt, cũng mang lại chất âm rất là quyến rũ. Vâng, thì hôm nay em về được một cặp loa, đó là đời cao nhất hiện nay, đó là 901 Series 6. Vâng, và đời này là vỏ gỗ lại, vỏ vàng và kèm theo cục equalizer 901 Series 6 đi kèm luôn. Vâng, thì đây là một trong những bộ lão để điều khiển cặp loa này. Thiếu bộ lão này thì có thể là coi như đôi loa mất đi linh hồn, mang lại cho toàn thể các bác những chất âm không thể hay được. Và dù các bác có thể ghép với bất cứ dòng âm ly nào, nhưng mà thiếu cái equalizer này thì các bác cũng không thể mang lại những vẻ chất âm hay nhất của nó mang lại được. Thì sau đây em xin phép được quay cận cảnh chi tiết sản phẩm để giới thiệu đến toàn thể các bác nhé. Các bác đang nhìn thì ở phía mặt sau thì em đã tháo mặt e-căng ra rồi, và mỗi bên sở hữu 8 chiếc loa. Vâng, các bác nhìn thấy màng loa như thế nào ạ? Còn đẹp hay không ạ? Thì các bác cho em xin nhận xét ở phía dưới ạ. Và hàng toàn bộ tuyển chọn đẹp xuất sắc cho toàn thể các bác nhé. Tuyến loa còn zin nguyên bản. Vâng, trước đó em đã từng làm dòng loa 901 Series 6 này rất là nhiều, nhưng mà càng ngày càng hiếm. Vâng, lý do là trước đó thì thật sự là để có những đồ đánh khai thác ra được những đôi loa như thế này thì rất là ít. Vâng, nhưng mà càng về sau thì cái đồ đánh xuất hiện càng nhiều thì lại được các bác săn đón và ưa chuộng nó rất là nhiều về cái dòng loa này, bởi vì không phải hiển nhiên mà hãng đã đưa ra cho đôi loa này, đó là 901 CD6. Vâng, nó cấu trúc cực kỳ đặc biệt và không thể làm nhái được bất cứ thương hiệu nào, cũng không thể làm nhái được dòng loa này của loa Bose. Mặc dù nó rất là danh tiếng, nhưng mà cái cấu trúc, vấn đề cấu trúc đặc biệt của nó mang lại, nó sẽ khiến cho rất khó để có thể làm nhái được. Vâng, thì những tuyến loa cực kỳ tuyệt đẹp.